À, cảm ơn ông. Long xin mến chào toàn thể quý anh chị mình nhá. Hôm nay buổi tối thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 quý vị ạ. Nay thì Long này tiếp tục chia sẻ một cuốn video tại vườn của anh Linh Đan ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Thì Long cũng hy vọng được sự đón xem và ủng hộ của toàn thể quý anh chị mình dân cho nhà vườn bonsai Linh Đan quý vị nhá. Đây, xin chào anh Linh ha. Xin chào Châu Vô Long, em xin chào cô chú và anh chị. Dạ anh Linh, thì hôm nay thấy đặc biệt là có một số tác phẩm cái khế hè. Khế ở vườn thì nó đang ra hoa ra quả rất là nhiều luôn quý vị. Và các cái dòng cây khác thì sẽ mời quý anh chị mình ngắm cây, giao lưu với nhà vườn của anh Linh nhá. Đây mình quay cây số 1, cây khế này. Cây khế là cây khế ngọt. Cái này đang cho quả lên cây luôn quý vị này. Đang ra bông quá trời này ha. Cây thì gần như là liền lạc và già. Để đẹp ha. Đây quý anh chị có thể thấy này, mập đế này. Bao quân và cây gần như là liền lạc hết theo luôn. Trái góc nào cũng có trái này. Khế ngọt anh lên lên ha. Này, quá trời trái này. Vừa chơi bonsai vừa chơi cây ăn trái luôn. Cái này liền lạc này. Rất là thèo. Liên lạc hết theo và ra cây. Nằm trên một chiếc chầu phúc lộc thò quý vị ha. Cũng khá là xinh xò. Tiền cái này có nhiều không anh Linh? Cái này 30 triệu đó. 30 triệu ha. Khế ngọt. Tay cần to quý vị ha. Đây, chia sẻ kỹ với quý anh chị. Đặc biệt là nó là một cây mà nó đã liên lạc hết theo rồi. Ok, mình sẽ tiến hành đo thông số tác phẩm cây khế. Cái này là cây mã số 1 quý vị. Đo cái phần ở đó đi. Hôm nay ngay đây là 48. 48 phần ha. Để to lắm ạ. Để cả mét quý vị nhé. Để 1m2 hả Long? Để 1m2 ha. Cao 100. Cao là 1m. Ngang 90. Ngang tàng là 90 ha. Giá tiền của em nó là 30 triệu nhé quý vị. Đấy cho long, em long khế ngọt. Bên đây mình mặt cắt một cái là nó hết. Nó liền. Liền hết luôn ha. Những cái mặt cắt như thế này mà liền lạc hết luôn quý vị này. Liền lạc hết theo. Tay cần to. Đây. Cổ ngọn to. Chuẩn dạng bonsai luôn quý vị ạ. Anh đo cổ ngọn này mà. Cổ này 18. 18 thôi nhờ trên cổ ngọn nữa ha. Ok, để mình đi sang tác phẩm cây mã số 2 bên này. Quay cây Nguyệt Quế. Nguyệt Quế hả anh? Đây, chia sẻ với quý anh chị mình một em Nguyệt Quế. Đang ra hoa rất nhiều quý vị ha. Nguyệt Quế là xoắn hoa chung. Cái này quý anh chị mình đặc biệt thấy cái hoa của nó này hiện tại đang trên cây đang rất là nhiều và cực kỳ thơm quý vị. Những cái đợt hoa trước thì nó cho lại quả nó đến lúc nó chín nó đỏ như thế này này, như trái ớt đấy này, trái rất là nhiều ha, hoa thơm. Nhìn vậy nhưng mà trái xanh nó xanh lần ở trong nhiều lắm quý vị nhé. Đây cây nguyệt này thì dạng bay và nó có bộ đế khá là khủng quý vị. Form tang này, tay cân này, những cái mặt cắt thì còn chút chút như thế này thôi, gần như liên lạc luôn. Đây ở trên này, con này thì mềm cây gần như là hết thèo luôn đấy. Nguyệt Quế như vậy là khá lắm rồi, mặt đế cũng đẹp và ra cây. Tiền cái này khá không anh Linh? Cái này 24 triệu. 24 triệu ha. Cho em Nguyệt Quế là xoắn bóng chung cây mã số 2 quý vị ha. Hòn heo ngay đây là 35. Hòn heo ở đó là 35 sen. Cây liên lạc quý vị. Cao 1m15. Cao là 1m15. Trời trái này, trái chín quá trời này. Tán bay nó 1m6. Tán bay nó là 1m6. Cái to nha. Đế đế. 24 triệu cái giá này là giá là anh Linh đã báo ship hết rồi anh Linh ha. Đúng rồi. Này, nằm trong người chầu chầu vuông. Đắp nổi. Cũng khá đẹp.
24 triệu. Báo ship quý vị nhá, cái này thì báo ship thì cũng cáng phết. Đây cái này đồng ship đồng thùng phí ship nó cao quý vị. Ok, chúng ta sang cái mã số 3 anh đi này. Đây, mình có cây cộng Đài Loan. Một em tung Đài Loan dạng bay. Liên lạc. Cây thì tuy là nó cũng không được to lắm nhưng mà được cái nó liền. Và cái dạng bay ra quý vị này. Đài Loan dính đây đâu F1 quý vị nhá. Bay là lướt. Hết kém đó. Cây này nó già, nuôi trong chậu. Cây nuôi cốt chậu. Đang đấm lọc sảng loạn cả cây. Cái này quý anh chị mình về có thể mình phối làm tiểu cảnh hoa non bồ cũng khá là đẹp quý vị ha. Dùng thân nó đi cũng đẹp. Ừ, nó lắc đẹp. Nó lắc duyên. Tiền cái này nhiều không anh Linh? Cái này 17 triệu. 17 triệu ha. Đây, quý anh chị mình có thể thấy nha. Nó bay ra khoảng tầm cũng mệt mấy gần 2 mét đó. Bay xa lắm ạ. Cái này chắc 1m8. Bay ra khoảng 1m8 hả anh? Thân, khoảng thân ngay đây. Nó 22. 22 phần ha. Không có vết thèo nào quý vị nhé. Con này thì không có vết thèo đặc biệt của em Tung Đài Loan này, không có vết thèo luôn á. Dạ, nằm trong chậu mười mấy năm. Cao 95. Cao 95. Thân nó già, già cổ. Giá là 17 triệu ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cây mã số 4 nha quý vị. Đây, cây mã số 4 này và cây mã số 5 này. Một cây khế, một em Nguyệt. Quay cây Nguyệt trước đây anh Linh ha. Cây Nguyệt. Cây Nguyệt đây là mã số 4 nha quý vị. Nguyệt quế là xoắn hoa chung. Cây Nguyệt này đường thân nó đẹp. Lắc. Đây. Mặt đệ này. Cái này không bể bọng. Không bể bọng, không cháy tuột. Đệ đẹp, già cây chưa. Chầu bình tiêu này. Dàn cốt cần. Già cây. Nhỏ gòn, tiền nhiều không anh Linh? Cái này 8 triệu em. 8 triệu ha. Em Nguyệt Quế là xoắn bóng chung cây mã số 4 như thế này giá là 8 triệu đó, gồm phí ship và bao trầu đó quý vị nhé. Ok, mình để mình đo sơ thông số của em Nguyệt này ha. Thân ở đây 53. Mình thân là 53 cm. Cao 75. Cao 75. Ngang 70. Ngang tăng là 70 ha. Giá 8 triệu quý vị nhé. Thì quý anh chị mình có thể tìm hiểu để giao lưu em Nguyệt Quế. Hàng thì nói chung là tầm trung. Cây liên lạc. Giá là 8 triệu. Ok, sang cái mã số 5 ở bên này. Khế. Khế gân. Khế gân. Trái này. Nhìn trái đã đời chưa? Góc nào cũng có trái hết quý vị nhá. Này, trái và bóng luôn. Con này thì cái đường thân nó đi kinh điển. Như kiểu đường đua F1 á. Cột cân to và liên lạc. Được làm theo form tang thiên nhiên. Đây, quý anh chị có thể cùng ngắm nhìn tổng thể về em khế gân. Cái mã số 5 như thế này. Để đẹp luôn. Tiền nhiều không anh? Cái này 8 triệu. 8 triệu ha. Đây, quý anh chị mình có thể mình cảm nhận được cái giá cả quý vị ha. Nó cũng vừa phải để chúng ta giao lưu về chơi, bổ sung vào bộ sưu tập bonsai vườn nhà, những tác phẩm cây độc đáo đẹp mắt. Với giá cả thì nó cũng êm nhé quý vị. 8 triệu cho em khế gân này, cây liên lạc nhé. Đây, anh Linh quay lại mặt phía sau của nó cho quý anh chị mình cùng ngắm nhìn. Đấy, nhìn nó cực kỳ thiên nhiên quý vị ha. Hôm nay qua đây 30. Huỳnh là 30. Tỏ nha. Cao 86. Cao là 86. Ngang 95. Ngang tang là 95. Với cái giá giao lưu là 8 triệu. 8 triệu. Cho em khế gân. Cái mã số 5 như thế này. Ship cũng 1 triệu mấy. Ừ, cái này ship được 1 triệu mấy rồi, chắc chắn rồi.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cây mã số 6 quý vị. Đây quý vị ơi, tác phẩm cây mã số 6 và số 7 là một cặp khế gánh nữa. Cặp khế gánh này cũng cực kỳ ra cội và liên lạc quý vị nhá. Thì quý anh chị mình có thể mình cùng ngắm nhìn cặp khế gánh này. Cũng đang cho quả trên cây rất là nhiều luôn. Thì mời quý anh chị mình ngắm. Đây, gốc cành nào cũng có quả rất là nhiều ha quý vị. Và bóng này, bóng nó cũng ra liên tục như thế này. Liên lạc dạng bay bay. Và điều đặc biệt thì mặt đế của nó này. Đấy, nó giống giống như một con thú đang chồm ra, có chân trù luôn quý vị ha. Đây. Mặt phía sau cũng rất là liền nha. Không hề bị cháy tuột, không hề bị bể bồng, không hề bị hư hao bất cứ chỗ nào. Mấy cái này giá chắc nó cũng em lên hay. Cái này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi hả? À. Cái khế gánh như thế này giá có 3 triệu 500 cái quý vị ha. Thì quý anh chị mình có thể mình tìm hiểu để giao lưu bổ sung vào cái bộ sưu tập cây bonsai của vườn nhà mình cho nó đa dạng, phong phú hơn ha quý vị. 3 triệu 500 ca cho hồi em một cái gánh. Hồi nào ở đó 25 sen. Cao 59. Cao lên là 59 sen. Ngang 80. Ngang tang là 80 ha. Cái là 3 triệu rưỡi. Giá 3 triệu rưỡi. Đấy. Đang cho quả sung xế trên cây như thế này. Cái mã số 7 bên này thì nó cũng dạng bay bay mà nó có thêm phần con tử bên này nữa quý vị này. Dạng bay bay mà nó có thêm phần con tử nữa. Cũng trải đeo trên cây. Rất là nhiều. Đây. Trải đeo rất là nhiều ha. Tiền cái này thì có khả không anh Linh? Bùng dày hay sao? Cái này 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Cái này 4 triệu. 4 triệu ha. Đấy, cây mã số 7 như thế này là giá là 4 triệu nha quý vị. À vậy là còn thêm con tử 1 triệu nữa, 500 nữa. Còn thêm phần chậu này mắc hơn. Chậu này mắc hơn anh nhỉ. Ừ. Chậu chữ nhật bầu cá. Thân này đây 25. Phần thân là 25 cm. Cao 59. Cao 59. Ngang 80. Ngang tang của em nó là 80 ha. Giá 4 triệu nhá quý vị. Cây cũng đang cho quả trên cây rất là nhiều luôn. 4 triệu cho em khế gân. Đế cũng đẹp. Số 7. Đế đẹp, đường thân cũng bay lắc. Và quả rất là nhiều. Ok, để chúng ta sẽ di chuyển sang tác phẩm cây mã số 8 và cây mã số 9 ha quý vị. À đấy quý vị ơi, mã số 8 và số 9, một em Nguyệt và một em Linh Sam dáng trực, cây đang cho ra hoa phun cây rất đẹp luôn. Thì Long cũng chia sẻ với quý anh chị mình ngắm cặp cây mã số 8 số 9 này nhé quý vị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ được chiêm ngắm về em Nguyệt Quế, dòng lá xoắn bóng chùm, cây đang còn phun hoa. Và cây này thì nó có một điều đặc biệt, quý anh chị mình để ý nụ rất là nhiều. Và nó giọt cây đi lên tới ngọn luôn. Mặt cắt ở phần cổ ngọn thì còn một chút xíu như thế này ha. Đang phun hoa. Mặt đế của em Nguyệt này thì cũng đẹp nha quý vị nhá. Mặt đế này đế đều ráng bốn mặt. Và điều biệt con này thì nó khá liền cái quý vị. Những mặt cắt còn rất là nhỏ xíu như thế này đây. Đây cổ ngọn núi to lên như thế này. Nó cân cây lắm. Hoa thơm ngát hè. Đứng ở gần đây là nghe sức mũi luôn quý vị nhé. Quý anh chị mình để biết về dòng Nguyệt Quế thì cũng hiểu rồi. Hoa của nó rất là thơm, đặc biệt là vào buổi sáng như thế này đây. Hoa này ngay đây là 44. Hoa là 44 sen. Cao 90. Cao lên là 90 sen. Ngang 60. Ngang tang của em nó là 60 ha. Cái này 12 triệu 500. 12 triệu 500 ca cho em Nguyệt Quế là xoắn hoa chung. Cây mã số 8 nha quý vị. Tiếp đến bên này là em Linh Sam. Mã số 9. Cũng đang phun hoa luôn. Thơm lắm quý vị nha. Hoa Linh Sam thì cực kỳ thơm rồi. Đây. Đang quá trời hoa như thế này. Đến không? Để dạng rễ nôm nôm, chỉ cần thì nuôi to.
form tang ở trên thì cũng khá. Đây mặt đế này quý anh chị thấy này, mặt đế nôm liên lạc nhé, đường thân xoắn lên cũng nhìn cái cổ ngon nó lắc ở phần trên này cũng rất là đều. Hoa linh sam thơm lắm quý vị ạ. Tiền cái này bao nhiêu anh Linh nhỉ? Cái này 11 triệu. 11 triệu anh ha. Cái này là 11 triệu quý vị nhé. Neo 35. Hồi neo là 35 cm. Cao 77. Cao lên là 77. Ngang 80. Ngang 80 ha. Giá tiền của em nó là 11 triệu nha quý vị. Quý anh chị mình có thể để ý, tìm hiểu để giao lưu tác phẩm cái linh sam này. Cái cực kỳ già và đẹp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cái mã số 10. Cái mã số 10 và cái mã số 11 quý vị ạ. Thì một cái tùng Đài Loan Dinh và một em tùng La Hán. Cực kỳ già. Thì mời quý anh chị mình cùng ngắm nhìn nhé. Cùng giao lưu hai tác phẩm tùng La Hán và tùng Đài Loan. Cái mã số 10 bên này đi, là một em tùng Đài Loan quý vị nhé. Cái này là cây dinh, form tang, cột cành ở phía trên to hơn ngón tay cái rồi. Cổ ngon thì to hơn ngón chân cái ha. Cổ ngon trên này to hơn ngón chân cái. Cái này cũng hết cả một hai cọng này. Form tang thì cũng lợp rất là mịn. Quý anh chị có thể ngắm này. Và mặt đế con này thì cũng lết lết, để lết quý vị ha. Đây, để Long chia sẻ với quý anh chị mình về mặt đế này. Cục đế phía dưới lết như con thú. Bắt đầu dòng lên ha. Nên dàn chỉ cần phần mặt cắt lớn nhất trên này thì nó đang cuốn mẹp này, cuốn rõ nhá. Đấy. Cổ ngon này thì to hơn ngón chân cái. Cái sạch sẽ không bị cháy tuột. Cái đế Loan Dinh. Tiền cái này thì sao anh Linh? Cái này 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi ha. Cho em tùng Đài Loan như thế này. Hoàn eo 30. Hoàn eo của em nó là 30 cm. Cao 87. Cao 87. Ngang 90. Ngang tang của em nó là 90 ha. Đá, đá cũng đẹp. Ok, để chúng ta sang cái mã số 11 bên này. La Hán. Đang đông lọc. Cái cực kỳ già, cái cốt trầu quý vị nhá. Và khá là liên lạc. Tung này tung năm cốt trầu quý vị này. Nhỏ nhưng mà già cây lắm. Này. Không còn một vết cắt vết thèo nào hết luôn. Liền hết bắn luôn quý vị ha. Lên tới phần cổ ngon luôn ha. Không có vết thèo nhá. Tung nhưng mà không có thèo. Tay cần thì già lắm. Quay mặt bên này có bị gì không anh Linh? Liền hết ha, liền lạc hết. Không biết theo nào luôn. Không một tí vết. Ok anh, để mình tiến hành đo thông số bảo giá tác phẩm cây tùng La Hán. Cây mã số 11 như thế này. Hình eo 25. Hình eo của em nó là 25 cm. Cao 90. Cao 90 ha. Ngang 80. Ngang 80. Cái này 12 triệu. 12 triệu cho em tùng La Hán cây mã số 11 như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sang tác phẩm cây mã số 12. Tác phẩm cây mã số 12 và mã số 13 quý vị ạ. Thì một cặp cây linh sam. Đặc biệt là cái linh sam hoa trắng phất hồng bên này này. Cực kỳ nghệ thuật quý vị nhá. Dạng kiểu phong trên. Bên này thì cái hoa tím. Đường thân cũng lắc cũng hay. Đây mình chia sẻ cái bên này trước anh Linh này. Đấy hiện tại cũng đang cho ra hoa rất là nhiều. Lọc sân mơn mởn. Con này thì cái đường thân còn đi quái với quý vị này. Đường thân đi này, dít dắt lên này. Tay cân, form tang,
khá là già cây. Cúc ngọn cũng to. Ừ, cúc ngọn to bằng ngọn chân cải luôn đấy. Liên lạc ha, củ đề này, nở đế. Tiền cái này em không anh Linh? Cái này 3 triệu. 3 triệu ha. Linh San. Cái mã số 12 như thế này giá 3 triệu. Cái giá này là nhà vườn đã bảo giá báo ship và báo châu đến tận nhà cho quý anh chị mình rồi nhá. Thằng em ngay đây là 22. 22 hơn. Cao 60. Cao lên là 60. Ngang 60 luôn. Ngang tăng 60 ha. Giá 3 triệu quý vị nhá. Đây, một em Linh San hoa tím. Còn bên này thì hoa trắng. Linh tham hoa trắng. Đấy. Hoa trắng nha. Con này nó đổ nó dạng đổ tréo nghệ thuật chưa? À, phù hợp với ái chơi cây mà cái dạng nó phiếu ha, nhìn như kiểu phong trấn á. Ở bên này có thêm phần con tử. Cột to. Ừ, đường thân đi hay chưa? Giá tiền cái này nó nhiều anh? Cái này 5 triệu. 5 triệu ha. Linh San. Hoa trắng. Nó có phân con tử ở dưới nữa, nó làm cái cây nó cấn lại nhìn nó duyên. Em qua đây 28. 28 hơn. Cao 85. Cao 85. Ngang 60. Ngang tăng 60 ha. Giá tiền giao lưu của em nó là 5 triệu quý vị nhá. Cái bên này thì hoa tím 3 triệu, còn cái bên này là 5 triệu. Ok anh Linh, à bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cây mã số 14 quý vị. À đấy quý vị ơi, bộ bá Linh San luôn đấy. Đây, vậy là cây 14 này, 15 này, 16 này. À mình nhớ như vậy cho nó dễ ha. Thì bên này nó là được một cặp quý vị này. Hai cây đang đổi nhau luôn, một cặp Linh San giáng độ. Nằm trên chiếc chầu Phúc Lộc Thọ gồm Nguyễn Phạt khá xinh xò. Đổ nhưng mà đáng đổi quý vị nhá. 19-10 với nhau luôn. Đấy quý anh chị mình có thể mình cùng ngắm nhìn cặp Linh San này. À. Đường thân chi cần nó đi khéo lắm á. Đây nó được một cặp. Phẩm tàng thì mình mang hết rồi. Anh Linh quay lên Linh này. Phong tàng đấy là mình mang vào cái có của nó cũng khá đẹp quý vị ha. Tiền mấy cái này nhiều một cây có nhiều tiền không anh? Nếu ví dụ một cặp đấy, một cây nó rơi khoảng bao nhiêu? Cái này 9 triệu. Một cây là 9 triệu ha. Cái bên này rẻ hơn. Cái bên này rẻ hơn à? Cái này cái đường có đổ nó đẹp hơn đúng không? Nhưng mà nếu quý anh chị lại đường cặp thì cái giá nó hữu nghị hơn quý vị này. Cây mã số 14 là cây này đi. 9 triệu. Hình heo ngay đây là 24. Hình là 24 sen. Cao 30. Cao 30. Tán đỏ là 60. Tán đỏ 60. Mã số 14. Giá là 9 triệu ha. Cốt cành to. Cốt cành to và nó mềm cây, nó không bị mặt theo lớn. Cổ ngon to lên này. Cái này nằm chậu cũng lâu. Dạ. Ok, cây mã số 15 bên này. 15. Cái này rẻ hơn này anh Linh. Ừ. Cái Linh San mà dạng trực thì nó nhiều mà dạng đổ như thế này nó ít lắm quý vị nhá. Cái dạng đổ thì nuôi khó hơn. Chính xác cái này thì bao nhiêu tiền anh Linh? Cái này 7 triệu. 7 triệu ha. Đây. Mặt đế này, đường thân này. Đẹp hết nha. Đường co này. Đàn chỉ cần làm rõ ràng, phóng khoáng, chi tiết. Giá tiền của em nó là 7 triệu cho em Linh San. Cái mang mã số 15 ha quý vị. Huỳnh là 24 cm. Cao 30. Cao 30. Bay nó 70. Bay ra là 70 ha. Giá là 7 triệu.
Ok, chúng ta sang cây mã số 16. À, cái bên này quý vị ha, cây này đang phun hoa và cái cây cũng khá đẹp này. Khá đẹp và điều này. Cây đang cho ra hoa nhiều quý vị. Đây, đang cho ra hoa quá trời đây. Cột to, cái này to hơn đấy Linh. Ừ, cái này lớn hơn. Thân nó to. Tiền thì nhiều không anh? Cái này 12.500.000. 12.500.000 ha. Cho em Linh Sam. Cây này là cây mã số 16 cũng như là cây cuối clip hôm nay quý vị nhá. Đây quý anh chị mình nhìn tổng thể về cây này duyên chưa? Nó đổ mà duyên cây lắm. Hoành eo 30 không? Hoành eo là 30 cm. Cái này là dòng cái đời đầu cái bự lắm quý vị nhé. Cao 35. Cao 35. Tàng đỏ nó 80. Tàng đỏ là 80. Cái này đế mà. Đều rang ha. Một bệt đế luôn. Cũ to. Giá là 12.500.000 cho em Linh Sam cái mã số 16. Cái đẹp form tang làm rõ ràng chi tiết quý vị ha. Rồi, ok. Thì mình sẽ cái lúc cái thúc clip ở đây anh Linh ha. Yeah. Ok, thì qua đây Long cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra chút thời gian của Bảo để theo dõi cuốn video tại vườn anh Linh Đan quý vị nhá. Thì trong quá trình xem video quý anh chị mình thấy tác phẩm nào hợp nhãn thì quý anh chị mình vui lòng liên hệ với nhà vườn để giao lưu, và bây giờ thì Long xin phép kết thúc clip ạ. Ok anh ha. Yeah.